Tiến độ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài đến nay thế nào? Trao đổi với phóng viên, ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố, Ban Giao thông cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận cho phép thành lập hội đồng thẩm định nội bộ của dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài. Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đang chủ trì liên quan đến công tác thẩm định nội bộ để tham mưu thành phố Hồ Chí Minh, sau đó mới trình Thủ tướng Chính phủ. Sau khi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài, thành phố mới tiến hành các thủ tục tiếp theo. Theo ông Hùng, hiện thành phố đang cân đối bố trí nguồn vốn hơn 5.900 tỷ đồng để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa trên địa bàn thành phố. Ban Giao thông cũng kiến nghị các sở ngành sớm phối hợp, triển khai nhanh để hoàn thiện các thủ tục của dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài. Trước đó, Sở Giao thông Vận tải thành phố đã có kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm lập hội đồng thẩm định nội bộ về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Theo kế hoạch phối hợp triển khai dự án giữa thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh, thời gian dự kiến trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi vào tháng 9 năm 2021. Hiện việc trình hồ sơ đã trễ so với kế hoạch đề ra. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài có chiều dài 53,5 km, trong đó đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh dài 23,7 km. Còn lại đi qua tỉnh Tây Ninh, ở giai đoạn 1, dự án có tổng mức đầu tư 15.900 tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT, chi phí giải phóng mặt bằng toàn dự án khoảng 7.433 tỷ đồng. Trong đó, địa bàn thành phố Hồ Chí Minh khoảng 5.901 tỷ đồng, địa bàn tỉnh Tây Ninh 1.532 tỷ đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.